Trời mưa như vậy là mình vẫn ngồi ngoài vậy đó hả? Đây nè. Cảm ơn anh, cảm ơn cậu, cảm ơn. Nếu như cái ống này mà nó ngạt thì mình phải mắc mũi rồi. Mến chào quý vị và các bạn. Hôm nay Thế Kỷ sẽ vào trong bệnh viện Chợ Rẫy để thăm bé Tường Vi. Bé này bị bệnh u não nha mọi người. Đi vào trong khu vực bệnh viện Chợ Rẫy thì chúng ta sẽ bắt gặp được những hình ảnh mà người nhà, người bệnh trải chiếu nằm chờ ở khắp nơi vì không có điều kiện để mà mình thuê phòng. Trời mưa như vậy là mình vẫn ngồi ngoài vậy đó hả? Mưa rồi. Chạy hết mưa ra đây ngồi. Ờ, sao mình lại nằm ở đây? Nuôi bệnh. À, anh nuôi bệnh ha. Là mình không có theo người bệnh, mình ở ở đây. Không cho vô, cho chỉ có cho thăm nuôi thôi, chứ không có cho vô. Ngồi ở đây mà còn bị đuổi lên đuổi xuống nữa. Nhưng mà trời mưa làm sao mình ở được? Này dưới là dưới cái tàn cây mà. Mình chạy vô kia cái hết mưa đó, mình ra đây gáo mình chạy chiếu ngủ ngoài này tiếp. Nhưng mà cũng thấy em thấy có nhiều nơi vẫn có chỗ mình trải được mà, sao mình phải ở ngoài trời? Không cho. Không cho. Có vệ đuổi. Vất vả quá ha. Bây giờ thì mình sẽ đi lên thang máy ha. Mình lên lầu 3 để gặp bé Tường Vi. Bé Tường Vi thì đang nằm chờ điều trị vô thuốc ở trên lầu 3. Bé trước mặt mình nè. Hả? Ủa miếng vậy ta? Em làm gì làm cường hả? Dạ, em gắn chanh đá. Ừ. Tại sao không thấy gắn chanh đá bán? À, mình làm gì mình bán được nhiêu một tấm? Dạ, thì vài trăm ngàn. Ờ, đẹp quá ha. Thôi là rồi, bác phản động. Chị chưa bao giờ làm mấy này. Tại vì nó mất thời gian lắm. Dạ. Này, mình không có thời gian. Chút một chút nào. Ngày mai lại thăm con kìa. À, khỏe chưa Vi? Không có hơi nhức đầu hả? Trên này là đồ của mình luôn phải không? Dạ đồ của mình, đồ người ta gửi, người ta về cái mấy gì kia gửi lại. Gửi lại giờ. À, một phòng này còn có 4, bên này 2, nó là 6 cái giường. Mình một đôi như là 800, 6, 6, 8, 48. Tính ra một ngày lại đây 4 triệu 8. Đâu có một giường gì là 80 ngàn. À 80 ngàn. 48. Chị Lan, giờ thấy những người ở dưới đó mà trải chiếu nằm ở ngoài luôn là sao? Dạ, thì mấy người đó là người ta không muốn phòng. Mình trải qua hai ca mổ rồi đúng không? Dạ, trải qua hai ca mổ.
mổ lần đầu này đặt ống dẫn nước, tại vì cái não của nó có nước rồi, cái thành thử ra bé nó ói. Thôi mà mình không có biết, mình tưởng nó bị bao tử, cái mình đi khám thì khi mà nó nói với bác sĩ là bác sĩ hỏi con đau đâu, nó chỉ làm sao, bác sĩ nhi đồng một chụp CT thì mới thấy là cái khối u, nó mới phát hiện là khối u, người ta mới chuyển qua đây cho mổ, là người ta mới đặt cái ống dẫn áp. Con quay qua cho chị coi đi nè, cái ống dẫn áp mà chị thấy nó sưng lên, là nó sưng không phải cái ống, cái máy nó hay gì đó trong phải sưng, nó đặt ở trong đầu luôn á, nó đặt suốt đời luôn. Nếu như cái ống này mà nó nghẹt thì mình phải mắc mổ lại á. Nè, cái ống nó dẫn dài dài tới cái bụng gì nè, nhìn đây cái bụng kìa nè, mổ với cái bụng gì nè, là đặt suốt đời. Còn ví dụ mà nó mà có lỡ mà nó có nghẹt là phải mắc mổ, đặt ống lại thay ống khác. Rồi xong mổ, mổ xong 12 ngày sau cái bé nó hồi phục sức khỏe đó, rồi cái bắt đầu mới mổ tách khối u, là mổ từ đây này cho tới đây luôn. Bây giờ là tách rồi đúng không? Tách rồi. Có kết quả xét nghiệm rồi. Dạ. Ngày này ói 4-5 lần không? Dạ. Ói ăn không được, uống vô là ói ra, ăn vô là ói ra. Chị này bà trên, ngồi đi chơi chắc chưa con? Bé ngồi đi chơi. Vậy là em nói là thứ sáu tuần sau là mình được xuất viện luôn. Dạ, thứ sáu tuần sau. Ngày mốt thì mình được về chơi thôi. Dạ, tại vì mình xả là mình ở trong phòng gì nè. Cái thứ 6 giờ sáng thức dậy, 6 giờ sáng mỗi ngày đều thức dậy đi xả. Từ thứ 2 cho tới thứ 6 mỗi lần xả như mình đi có 2 phút à. Vô xả có 2 phút là xong à. Nhưng mà ngày nào mình cũng phải xả, một tuần mình xả 5 ngày. Dạ, em ở đây là 6 tuần là chạy ra 30 tia. Rồi bây giờ em ở được tầng này là tầng thứ 5 rồi. Đây tới thứ 6 này là cuối thứ 6 này là tầng thứ 5. Dạ rồi em còn tầng sau mới là hết chương trình. Trước chương trình xạ là mình được xuất viện. Xuất viện thì em cũng hỏi thăm bác sĩ. Bác sĩ nói là mình ra viện đi rồi về ta hẹn ngày tái khám. Lên trên lầu cái mình lãnh thuốc uống viên, uống thuốc xạ chị. Uống viên thuốc xạ đó. Bé nó đang bị phù não nên nó phải sử dụng những thuốc. Cái viên xạ là cái viên này là một viên gì là 2.3 triệu một viên, mà uống mấy chục viên, cách một ngày uống một ngày, uống 6 tháng một viên gì là 2.3 triệu. Uống thuốc này nó giặt lắm. Liêu đây là 10 triệu. Một viên là tới 2.3 triệu. 2.3 triệu là chưa tính bảo hiểm. Cũng như mình thanh bảo hiểm 80%, mình trả cái viên cũng mấy trăm. Nó cái thuốc này nó vẫn được bảo hiểm ha. Dạ được. Nó mất lần được. Nó đâu có thấy rõ đâu. Không thấy nó không có nhớ hết. Ví dụ mà sự việc thì xảy ngay cái phía đó, thì cái nó quên. Dạ mẹ thì nhớ, nhưng mà nhiều khi hỏi nó cái gì mà có nó quên hết thì... Cái là mắt bé nó mới thấy rõ, nhưng hồi trước thấy rõ, giờ từ ngày xả đó bây giờ mình không có còn thấy rõ nữa. Là... Dạ bé nó mới xả. Như chị là nó xả. Rồi chị hiểu rồi. Bây giờ thì bác sĩ nói là nó cũng hồi phục là 70%. Tuy rằng nó phù não nhưng mà cái thuốc nó đã nó nạp vô cái cơ thể nó chịu. Cái con tế bào của con virus đó nó đang teo dần. Thử ra nó đạt hầu như là 70%. Nhưng mà trong thời gian xạ trị là ai cũng đều phải trải qua những cái tác dụng phụ. Đúng rồi. Nhiều người bị lở lét, nhiều người ngứa, nhiều người bị cái này cái kia. Nhưng mà bé nó rơi vào cảm thấy ngủ với lại là mắt mờ. Em cũng có sợ nó bé nó ảnh hưởng mắt sau này á. Rồi đây có hỏi mấy bác nó không sao, khi hết chương trình xạ là nó sẽ thấy như vậy bình thường. Giờ chỉ buồn, chỉ nói con buồn lắm, con buồn, con bệnh, con buồn, con muốn đi học. Con nghỉ ngơi cho nó khỏe rồi về đi học. Nhưng mà mình phải đợi qua năm hả, là mình tiếp tục chương trình được không? Sang năm cho nó học lại con. Nếu như đứa bé nó học được em sẽ cho nó đi học lại, mình đưa dứt con. Còn như bây giờ là năm nay là coi như không được ha. Dạ, bây giờ sức khỏe bé nó đâu có đi được. Con uống miếng nước chưa đi con? Vậy là cái lúc mà phát hiện bệnh á là đã khai giảng chưa? Dạ học rồi đó, vô học.
con uống đi, có nước sẵn đó, con uống đi. Biểu hiện lúc dạ, đầu lúc đầu là nó nhức đầu, nó chóng mặt, nó ói, cái nó vô lớp học cái nó hay ngủ. Nhưng mà nhiều lần không chứ? Dạ đúng rồi, nhiều lần rồi. Cái mình cứ nghĩ là nó học quá, nó suy nhược cơ thể, cái mình cũng thương con mà nó học giỏi. Nói chung là tại cái trường đó, như trường điểm, trời, thành thử ra mấy bé đứa nào cũng vậy, phải riêng vì con mình đứa nào nó cũng phải có sự cố gắng. Nó học 9 phẩy mấy á, mấy này học 9 phẩy mấy luôn á. Mà cái quay ngang nó mệt, cái nó điện cho nhà, cho điện cho về cho em vậy đó. Để kêu rước cái người nhà về lại rước thì mấy bé nó mệt quá, em thấy con đau hoài, em nói thôi đi thành phố khám. Tại vì ở dưới quê nó cũng có bệnh viện mà mình muốn chắc ăn á, cái mình nghĩ là như đồng một nó sẽ khám cho bé nó tốt hơn. Cái mình lên mình khám, mình đâu có ngờ gì, cái khi khám là phát hiện ra là bé nó đã có u lớn rồi. Cái mình hồi đó giờ nó không có triệu chứng, nó bự con lắm, nó ăn uống bình thường, nó chỉ phát đâu cỡ tầm một tháng, bắt đầu là đỉnh điểm là từ một tháng. Nhưng mà hôm Tết á là bắt đầu nó đã có cái triệu chứng, nó lừ đừ là nó ói, nó hay ọi ọi, mình nghĩ là nó bao tử tại nó lười ăn đó. Mình hay gầy con mà nó con lười ăn đó. là hôm Tết. Hôm Tết là nó đã là tới lúc mà phát hiện ra là 9 tháng sau. À dạ, là tới tới tha sau này nè, tới cái đó là tháng Tết mình đi. Bây giờ mình nói ngày âm lịch đó là hôm Tết này á, là em thấy nó ọi ọi. Nhưng mà mình nghĩ là con nó bao tử, em cho uống magium á, bao tử cái nó bớt, nó giảm đau cái nó bớt. Mình đâu có biết, cái mình cũng có cho con đi khám, bác sĩ nói nó bao tử thường thôi, cái cũng cho thuốc uống, nó không có chụp CT. Khi mà con nó nhức đầu quá đó là mới chụp CT. Thì cái tháng 9 tay là chắc tới cuộc đoạn tháng 8 mình quá. Em nghĩ là cuối tháng 7. Dạ, chắc cuối tháng 7 thì mới phát hiện ra bệnh. Hình như 7 tháng sau là nó đã có triệu chứng trước đó 7 tháng rồi, mình không có biết đúng không? Dạ, nhưng mà nó rất là nhẹ, nhưng mà không phải nó liên tục, nó lâu lắm nó mới bị như vậy là. Nó rất là ít luôn. Thành thử là mình cứ nghĩ là nó bao tử thôi. Nhưng mà nó khi nó ăn vô là nó hết bị ọi nha. Nó đau rồi nó ít nói chuyện. Nhớ bạn không con? Không nhớ. Giống như nó không có tập. Thôi mẹ con giờ cố gắng, ráng cố gắng mình vượt qua khi một tuần mình cho về. Tại vì em bé nhỏ đó nè, gửi cho ngoại, cho dì hai đều giữ. Nhớ mẹ, cái khóc, điện, cái khóc. Cái gì vô gì thăm con, cái bé bì. Bây giờ mẹ nè, mà vì mẹ thương, mà vì mẹ cho uống nước nha. Thôi để nó ngủ, để ngủ đi, ngủ đi sang ơi, để em nó ngủ. Tại không phải nó ngủ đâu, nó bị thuốc á, nó mê vậy đó. Nghiêng cái đầu nó qua bên kia. Để lâu lâu nó thuốc. Nghiêng. Ủa nó nằm nó cấn ở đó, nó không có bị đau hả? Không. Nó thông từ đó mà xuống tới bụng luôn. Bây, mẹ bồng con nha. Mẹ bồng con ngồi nghỉ nha. Dạ em đang ngủ con. Ôi. Nó chưa có động. Lâu phải cho nó ngồi để cho nó thấm. Thôi để nó nằm xuống nó ngủ đi. Mẹ cho uống nước nha. Kè gì kè ả gì đi. Nó ngủ đi. Không biết gì. Không biết gì con. Đang bị hình như mỗi đợt vô thuốc như vậy là nó phải nằm như vậy mấy ngày lận đó. Dạ, nó tùy theo cái giai đoạn, tính giờ tính sao, đứa tình gia chạm đứa này không biết nè, uống nước cho nè con, bác sĩ có. Mỗi lần mà vô thuốc như vậy là nó phải nằm mấy ngày nó mới khỏe lại, mới bình thường. Đó, uống thuốc biết uống nước rồi nhưng mà đều có mắt mở không nổi. Dạ. Chưa có uống nói chai nó cười. Kìa, yeah, cho tiền kìa, cho $100 nè. Nó biết hả? Nè, tiền nè. Tiền nè con. Tiền nè. Xin mời thân nhân bệnh nhân Lê Thị Hồng. Xin nhắc lại, xin mời thân nhân bệnh nhân Lê Thị Hồng đến quầy thông tin. Nè, tiền nè. Đó, tiền đô luôn nha. Cho tiền đô đó. Con cảm ơn. Thôi em đang ngủ, để nó ngủ. Không vậy nữa.
mấy lần trước thì sao em? Mấy lần trước thì nó có vậy không? Không, nó tỉnh quay rồi chị. Hồi bữa đó em còn dắt xa cho anh Tuấn Dương quay đó. Nhưng mà cái lần đó, là... Ói, nhưng mà mỗi lần cái lần mà quay đó là nó khỏe nhất luôn đó. Yeah. Còn trước đó là nó ói, là không đi đâu được hết. Nó đi đứng bình thường, nó thấy bình thường thì mình ói miết, Còn bây giờ là nó không ói nữa thì nó rơi vào trạng thái hôn mê, nó mê. Không, em phải cho nó nghỉ vài ba ngày nó mới bình thường lại được. Chị nghĩ vậy đó. Em mua đồ ăn rồi thì em biết nó còn ăn. Đi à.